Trước tiên thì chúng ta cũng sẽ tạo mới một cái project và chúng ta cũng thực hiện các tác vụ giống như các bài trước, đó là chúng ta sẽ chờ cho nút nhấn được nhấn thì chương trình mới bắt đầu chạy. Trong quá trình chương trình chạy thì chúng ta sẽ cần xử lý 3 trường hợp. Thì trong các trường hợp này thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh rất là quen thuộc nằm trong một logic. Nếu thực hiện, nếu không thì thực hiện điều gì, và các bạn sẽ sử dụng nó trong vòng lặp lại mãi, bởi vì chúng ta cần con robot liên tục xử lý tất cả các trường hợp này và nhanh nhất có thể để robot có thể luôn luôn điều chỉnh cho nó di chuyển chính xác trong cái vạch đen. Trường hợp đầu tiên đó là để đơn giản thì chúng ta nên xử lý hai trường hợp quan trọng trước, đó là hai trường hợp mà robot nó đã bị đi lật khỏi line. Trường hợp thứ nhất là robot nó bị lật và nó bị lật qua bên phải quá, và khi đó mắt S1 hoặc là S1 và S2 cùng phát hiện vạch đen. Thì trong trường hợp ở đây đó là có hai điều kiện xảy ra, và chúng ta muốn xử lý rằng là khi một trong hai điều kiện này xảy ra, người ta gọi đó là điều kiện hoặc, thì chúng ta có thể sử dụng cái khối lệnh đó là hoặc. Chúng ta sẽ đây là cái khối lệnh hoặc, thì mặc định nó là và thì chúng ta có thể kéo vào và chúng ta sẽ sửa khối lệnh này thành khối lệnh hoặc. Thì hoặc như thế nào thì nó sẽ có hai điều kiện chúng ta muốn kiểm tra. Thứ nhất đó là mắt S1 đọc thấy màu đen, còn các mắt còn lại thì đọc thấy màu trắng. Thì để làm việc với cảm biến dò đường thì chúng ta cũng vào trong một rover, và nó có một cái khối lệnh rất là trực quan. Đây là cái khối lệnh giúp chúng ta có thể kiểm tra bốn mắt theo điều kiện mà chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ kéo cái khối lệnh này vào và chúng ta sẽ gắn vào điều kiện đầu tiên, đó là khi mắt S1 phát hiện màu đen thì chúng ta sẽ đổi cái hình ngay chữ S1 sang hình chữ màu đen, sang cái biểu tượng màu đen. Thì trong trường hợp này tức là mắt S1 sẽ màu đen và ba mắt còn lại là phát hiện ra cái nền trắng. Và như lúc nãy chúng ta đã nhìn trên cái hình, chúng ta thấy rằng là khi mắt S1 màu đen hoặc là S1 và S2 cùng màu đen thì chúng ta sẽ cho robot rẽ trái. Thì trường hợp thứ hai, điều kiện thứ hai, chúng ta có thể tạo bản sao và chúng ta kéo thêm vào cái điều kiện hoặc này. Chương trình của chúng ta sẽ hơi dài một chút. Rồi, thì ở đây không chỉ là F1 màu đen mà chúng ta kiểm tra luôn là nếu F1 lẫn F2 màu đen đó, thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện hoặc nếu một trong hai điều kiện này xảy ra thì tức là con robot đang bị lật qua bên phải quá. Thì chúng ta sẽ kéo nguyên cái khối lệnh này vào trong phần nếu. Rồi, trong trường hợp như thế này thì bởi vì con robot nó lật qua bên phải quá thì chúng ta sẽ cho con robot quay sang bên trái. Để cho con robot di chuyển qua bên trái thì chúng ta sử dụng câu lệnh di chuyển thôi. Câu lệnh này rất quen thuộc với bạn rồi. Thì chúng ta sẽ cho con robot quay sang trái với tốc độ mặc định là 50. Và trong trường hợp tiếp theo tương tự nhưng ngược lại, đó là con robot bị lật qua trái quá, thì chúng ta sẽ kiểm tra trong điều kiện nào. Chúng ta xem lại cái hình này thì chúng ta thấy rằng là khi con robot bị lật qua bên trái quá, tức là mắt S4 hoặc là cả mắt S3 và mắt S4 nằm phía bên phải, nó phát hiện ra được vạch đen, và khi đó chúng ta sẽ phải điều chỉnh robot tương tự. Và chúng ta sẽ tạo thêm một cái điều kiện trong đây. Chúng ta câu điều kiện nếu này sẽ là một câu điều kiện phức tạp, và chúng ta sẽ kiểm tra nhiều điều kiện sau khi cái điều kiện đầu tiên. Nếu điều kiện đầu tiên chúng ta đã kiểm tra rồi mà nếu nó không rơi vào điều kiện đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm một cái điều kiện thứ hai, đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng bắn răng cưa bạn đã từng thao tác, và chúng ta thêm một trường hợp nếu không nếu, tức là cái nếu đầu tiên nó đã không đúng thì nó sẽ kiểm tra tiếp cái nếu thứ hai. Trong trường hợp nếu thứ hai thì chúng ta sẽ cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ vào phần logic và chúng ta sẽ kéo khối lệnh kiểm tra hai điều kiện, và chúng ta sẽ muốn là một trong hai điều kiện xảy ra thì chúng ta chọn là hoặc.
sau khi chúng ta tập mặt thì điều kiện là gì? Thì chúng ta sẽ lấy cái cô lập kiểm tra bốn mắt của cảm biến dò đường, và lần này thì chúng ta sẽ kiểm tra mắt F4, do đó chúng ta sẽ đổi sang mắt F4 là màu đen. Và điều kiện thứ hai xảy ra, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh robot, đó là cả mắt F3 và mắt F4 thì chúng ta có thể tạo bản sao và chúng ta ghép nó vào phần thứ hai của câu điều kiện hoặc. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu cả hai mắt F3 và F4 màu đen, chúng ta chỉ cần đổi màu rất là đơn giản. Và trong trường hợp này thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cho robot, bởi vì con robot F3, F4 mà nó phát hiện mặt đen, tức là con robot nó đã bị lật qua bên trái quá, thì khi đó chúng ta phải quay trở về lại là thì chúng ta sẽ cho robot quay phải và chúng ta sao chép cái khối lập ở phía trên, chúng ta đổi sang bên phải. Rồi trong các trường hợp còn lại thì để đơn giản chương trình, chúng ta có thể không cần phải thêm câu lệnh kiểm tra gì nữa, tức là nếu chỉ xảy ra vào khi con robot bị lật hoặc là bên trái hoặc là bên phải thì chúng ta sẽ điều chỉnh con robot. Nhưng trong tất cả các trường hợp còn lại, kể cả gặp vật ngang, vật đen nằm ngang, thì chúng ta cứ cho robot đi thẳng. Thì khi đó chúng ta chỉ cần hiện thực nó trong cái phần nếu không, tức là nếu hai điều kiện ở trên, hai trường hợp ở trên nó không xảy ra thì toàn bộ các trường hợp còn lại nó sẽ rơi vào phần nếu không, thì khi đó chúng ta sẽ cho robot đi thẳng. Và để cho robot thẳng thì chúng ta chỉ cần sử dụng câu lệnh là di chuyển. Và cái quan trọng trong cái chức năng mà để robot có thể di chuyển chính xác theo cái đường màu đen này trên sa bàn này, thì có một cái quy tắc rất là quan trọng, đó là chúng ta cố gắng cho robot đi chậm. Khi con robot đi chậm thì nó sẽ có đủ thời gian để xử lý. Còn nếu con robot mà đi quá nhanh thì cái việc xử lý hơi chậm một chút, nó sẽ có khiến con robot nó sẽ đi chật ra khỏi bản đồ. Thì do đó chúng ta ở đây thì chúng ta có thể thử nghiệm với cái giá trị đó là 20. Đây cũng là một cái giá trị an toàn. Khi mà chương trình chúng ta đã ổn định rồi thì bạn hoàn toàn có thể từ từ tinh chỉnh các cái tốc độ này để cho thể nó đạt được đến một cái tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo được độ chính xác. Rồi bây giờ chúng ta hãy thử nghiệm với chương trình này xem con robot của chúng ta nó chạy như thế nào nhé. Chúng ta sẽ tiến hành kết nối giống như bình thường đến robot. Và sau đó chúng ta nhấn nút chạy. Bạn để ý. Tất nhiên là robot nó sẽ chưa chạy, bởi vì trong cái chương trình của chúng ta thì nó có phần chờ cho đến khi nó nhấn. Đó, thì đến là thấy cái câu lệnh này nó rất là lợi hại. Trong trường hợp này bạn có thể chạy chương trình xong mà bạn sẽ đi ra cái chỗ mà các bạn có sa bàn, đặt con robot chỉnh chu lên và các bạn có thể chạy. Chúng ta thử xem con robot nó sẽ chạy như thế nào nhé. Các bạn thấy là robot của chúng ta đã có thể di chuyển được tương đối chính xác theo cái đường line màu đen ở trên bản đồ. Tuy nhiên là nó vẫn di chuyển với tốc độ chậm. Điều này nó sẽ giúp cho con robot nó sẽ di chuyển chính xác hơn. Trong trường hợp bạn muốn nó đi nhanh hơn thì bạn cần phải thử nghiệm nhiều để đảm bảo rằng robot vừa có thể đi nhanh nhưng nó vẫn giữ được độ chính xác của cái việc di chuyển để đáp ứng được cái yêu cầu của cái bài này đó. Thì chúng ta thấy là nó con robot nó đi ra ngoài. Đây cũng là một trường hợp rất phổ biến, sau khi chúng ta chạy một hồi thì sẽ rất có trường hợp mà con robot nó phát hiện ra được nó bị lật rồi nhưng nó chưa kịp xử lý thì nó đã chạy ra ngoài rồi. Do đó ở đây chúng ta muốn cho con robot đảm bảo không chạy ra ngoài thì chúng ta có thể làm thêm một cái bước rất là đơn giản nữa, đó là chúng ta sẽ kiểm tra thêm một cái trường hợp khi nào con robot ra ngoài. Chúng ta có thể phát hiện được là khi nào con robot đã bị chật ra ngoài hoàn toàn. Điều đó rất là đơn giản, chúng ta có kiểm tra bằng cách đó là khi bốn cái mắt này đều không phát hiện ra được mặt đen, trong trường hợp đó tức là con robot đã bị trượt ra ngoài rồi, thì chúng ta có thể làm một cái thao tác rất là nhỏ, đó là chúng ta sẽ cho con robot đi lùi lại một chút. Như vậy nó sẽ quay trở lại về cái đường di chuyển của nó. Ở đây chúng ta cùng hiện thực. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thêm một cái điều kiện nếu không nếu nữa ngay phía dưới hai cái điều kiện quan trọng, hai cái điều kiện trên cùng
là khi con robot bị lật qua trái hoặc lật qua phải. Rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ thêm một cái trường hợp nếu không nếu. Và trong trường hợp nếu không nếu, nếu gì? Nếu bốn mắt của cảm biến đều phát hiện màu trắng thì chúng ta vẫn sử dụng khối lập kiểm tra bốn mắt. Thì khi đó chúng ta sẽ cho robot đi lùi lại. Thì như thế này thì chúng ta có thể đảm bảo được an toàn cho con robot. Mỗi khi nó đã bị chật ra ngoài thì nó sẽ đi lùi lại. Và như vậy thì trong suốt quá trình nó di chuyển sẽ cái độ chính xác nó sẽ rất là cao. Để chúng ta sẽ thử lại. Chương trình của chúng ta. Rồi. Với cái việc kiểm tra tất cả các điều kiện như thế này và đảm bảo rằng là robot sẽ không bao giờ bị lật. Khi robot bị lật ra khỏi đường di chuyển thì chúng ta luôn luôn cho robot lùi lại. Và như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái việc di chuyển của robot chính xác hơn rất nhiều và giảm thiểu rất là nhiều cái khả năng mà robot nó đi chật khỏi bản đồ. Bạn hãy thử xem nhé.